quá, sang sao bự quá, cắt cũng hơi mệt. Cắt một lần cũng cả tiếng đồng hồ. Nói hả? Bữa nay cắt lẹ tại vì nó ngắn nè. Bụi quá, dơ quá Thịnh ơi. Sang trước thì chắc cắt nhanh hơn sang sau. Cái này của con già màu vàng của con. Con bứt lông đó hả? Tại sao lông gà mà bứt làm chi vậy? Nhà em có nuôi 2 con gà mà chưa có trứng. Con quỷ gà đen này con gái dữ lắm. Tưới cây đi con. Mở nước, ba mở nước cho em tưới cây ba. Con mở nước nè. Đi lại đây nè, mở nước lên. Con biết tay phải. Con biết tay trái. Mở nước tưới cây đi. Con biết tới tay phải của mình ơi. Ok. Con bấm bấm cái gì? Sao gì đó ba? Sao. Con quay chỗ khác, con tưới cây đi, tưới mấy cái ớt cho ba đi. Nó no, bấm bự lên. Shower. No. No, cái đó không phải đâu. No, no, no shower. Okay, okay. Bóp nhẹ thôi. Con bóp nhẹ thôi. Rồi con đi bên hướng đó kìa, tưới ớt cho ba đi. Hey. Tưới ớt cho ba đi. Đi qua đây nè. Tưới mấy cây rau đi. Con tưới mấy cây rau đi. No, con tưới gì dập rau hết trơn á. Bà nó bấm cái mít á. Rồi, tưới đi. Tưới ớt đi. Tưới ớt đi. Con qua hướng này nè, con tưới vô. Shower, but all right, okay. Okay, đứng thế này. Bà tưới, bà có cắt phần trước không? Hay là được rồi. Okay. Con tưới đi rồi con ra sân trước phụ ba. Con tưới đi. Con tưới cây trước đi. No, con tưới cây ớt của ba kìa. Con tưới cây ớt với cây rau kìa. Tưới đi chiều ba khỏi tưới. Nhanh lên đi.
Rồi con đi ra phân sân trước con phụ ba. Sure. Nhanh lắm. Tưới xong chưa? Gia Thịnh. Con tưới nhanh lên. Tưới ớt kìa, con tưới cái gì vậy? Rồi ba ra sân trước rồi đó. Đi ra trước đi. Tắt nước đi. Tắt nước đi. Tắt nước đi. Rồi con đi đường đó ra sân trước ăn đi. Ờ hả? Ba đâu có đóng hàng gà lại đâu. Đu đu gì ở đây? Nó kêu ai nữa vậy? Đâu ai đâu. Gia Thịnh, Gia Thịnh.